À, lớp 11 2K8 đã dành thời gian để theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay một lần nữa cũng là ngày lành tháng tốt. Ngày 26 tại tháng 8 thì tổ chức buổi livestream chương trình toán lớp 11. Lịch live lớp 11 sẽ được duy trì ổn định từ bây giờ cho đến kết thúc năm học, đó là vào ngày thứ hai thứ tư lúc 12 giờ trưa. Biết rằng cái khung giờ này sẽ có nhiều bạn mệt mỏi buồn ngủ, chúng ta sẽ học buổi sáng mới rồi xong chưa được kịp nghỉ ngơi ăn cơm. Nhưng biết sao bây giờ thầy cũng giống như các bạn học trò thôi. Nhưng điều thầy nghĩ là thầy cố gắng được và các bạn học trò của thầy chúng ta cũng cố gắng được. Rồi. Ngày hôm nay thầy có nhiệm vụ là phải dạy thật nhiệt tình, dạy thật chi tiết và hướng dẫn từng cái ngõ ngách của bài toán để giúp cho các bạn học trò học tập tốt. Còn chỉ tiêu của các bạn học trò trong buổi livestream ngày hôm nay đó là like giúp thầy 100k tim. Các bạn làm được không? các bạn làm được điều này không nè một bạn bình luận giúp thầy một bình luận cái nào còn riêng bản thân thầy thì thầy làm được à, còn các bạn học trò không biết là các bạn học trò làm được hay không rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành vẽ đề vô rồi tiến hành làm 4 điểm chứ không phải ít các bạn thông báo nha đầu tiên người ta cho một cái hình chóp có đáy là hình thang AB song song với CD và AB lớn hơn CD tức là AB là đáy lớn ha. Rồi, đầu tiên các bạn vẽ một cái hình chớp ra. Đáy lớn thì chúng ta sẽ vẽ ở trong. Còn đáy bé thì chúng ta sẽ vẽ ở ngoài ha. Rồi, Đối với mô hình học không gian thì người ta quy định rằng thấy thì mình vẽ mình nét liền, còn không thấy thì mình vẽ mình nét đứt ha. Rồi ký hiệu tọa độ các đỉnh vô. Đây là S, đây là A, đây là B, đây là C, đây là D. Rồi tới đây một lần nữa mình nhìn thấy được nè. Đây là một cái hình chóp. Hình chóp này có đáy là hình thang. AB song song với CD giống như đề bài yêu cầu và AB lớn hơn CD thì tức là AB là đáy lớn còn CD là đáy bé được chưa? rồi tiếp theo gọi M là điểm nằm trên cạnh SA sao cho SM bằng 1 phần 3 SA vậy tức là gì tức là cái cạnh SA đó mình chia ra làm 3 đoạn và anh SM chiếm một đoạn trong ba đoạn được chưa rồi 3 Rồi Chúng ta chia làm 3 đoạn Và anh SM chiếm 1 đoạn trên 3 đoạn Rồi chúng ta nhớ để cái chỗ này nha 3 đoạn Rồi Tiếp theo nữa Anh N là điểm nằm trên cạnh SP Sao cho SN bằng 2 phần 3 SP Vậy có nghĩa là SP mình sẽ chia làm 3 đoạn Rồi Rồi, chia làm 3 đoạn. SN bằng 2 phần 3SP. Vậy SN nó sẽ chiếm 2 đoạn trên 3 đoạn này. Rồi, được chưa? Thầy trò chúng ta vừa vẽ xong cái hình. Thầy lai like đến mấy giờ? Thầy lai like đến khi nào đã thì nghỉ. Chúng ta học không có quy định thời gian nghỉ. Mà chúng ta sẽ học có quy định là học đến khi nào đã thì nghỉ. Đủ thì nghỉ. Mệt thì nghỉ. Được chưa? thầy không có quy định thời gian nghỉ mà thầy chỉ có quy định là thời gian bắt đầu thôi bắt đầu học là vào lúc 12 giờ trưa rồi xong chưa nào các bạn học trò thân mến xong chưa xong chưa vô từ những câu đầu tiên nha câu a tìm giao tuyến của SAD và SBC câu a tìm giao tuyến của SAD và SBC. Rồi. Vậy một lần nữa, giao tuyến là gì? Các bạn học trò hiểu rõ thế nào là giao tuyến chưa? Giao tuyến là một đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng. Được chưa? Một đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng. Mình hiểu đơn giản giống như là nó ranh giới của hai mặt phẳng. Vậy. Ha, giống như là ranh giới của hai quốc gia vậy đó. Giống như là có hai bức tường tiếp xúc với nhau bởi một cây cột vậy? mình tưởng tượng cái cây cột đó giống như là giống như là tiếp tiếng vậy đấy được y quên giống như là giao tiếng vậy đó vậy là giao tiếng là gì giao tiếng là đường thẳng chứa tất cả các điểm chung của hai mặt phẳng này vậy để tìm được giao tiếng thì mình chỉ cần tìm được hai điểm chung là được rồi nhớ nha rồi đầu tiên chúng ta nhìn thấy nè SAD là một khoảng bên đây SAD SBC là mặt khoảng bên đây Nhìn vô đây mình thấy được hai mặt phẳng này có cái gì giống nhau? Chúng ta bình luận cái nào? Đầu tiên ba vô mình thấy được hai mặt phẳng này có cái gì giống nhau rồi. Có chữ gì giống nhau? Có chữ S giống nhau. S giống nhau. Xuống hàng mình ghi S thuộc D giao với SBC. Ký hiệu đây là một Dòng này có nghĩa là gì? S là điểm chung thứ nhất. Được chưa? À? S là điểm chung thứ nhất. Vậy sau khi bỏ S ra thì còn lại ai? Còn lại anh AD và anh BC. Các bạn học trò cho thầy biết được AD và BC có cắt nhau được không? Nhìn kỹ. Và nếu như cắt được thì nguyên nhân tại sao nó cắt được? Mình phải trả lời được thêm câu hỏi phụ đó thì mới đúng. AD và BC cắt được, vậy nguyên nhân tại sao nó cắt được? phải có cái nguyên nhân do gì do chúng đồng phẳng hay mình nói theo kiểu đơn giản là chúng cùng nằm trong một mặt phẳng và mặt phẳng đó là mặt phẳng gì mặt phẳng nào mà vừa chứa AD vừa chứa BC đó là mặt phẳng ABCD trong mặt phẳng ABCD có chứa hai cạnh này vậy là hai cạnh này đồng phẳng được chưa hai cạnh mà cùng nằm trong một mặt phẳng người ta gọi là hai cạnh đó đồng phẳng và khi đồng phẳng thì sẽ xảy ra trong ba trường hợp đồng phẳng thì xảy ra ba trường hợp trường hợp đầu tiên là gì trùng trường hợp thứ hai là song song trường hợp thứ ba là cắt và rõ ràng trong trường hợp này là trường hợp cắt rồi vậy bây giờ mình sẽ ghi nè trong mặt phẳng a b c d gọi ở đây cái bài toán này họ có sử dụng những cái từ ngữ gì rồi mình gọi kia mình gọi mình né ra thôi gọi tên tôi đi gọi t là giao điểm của ad và bc rồi gọi t vậy ở đây ad kéo dài ra bc kéo dài ra rồi cái điểm này thầy đặt tên nó là t được chưa rồi Gọi T là giao điểm của AD và BC. Bây giờ mình sẽ chứng minh T là điểm chung nè. Giao nè. T thuộc AD, con của SAD. T thuộc BC, con của SBC. Từ hai dữ kiện này, T nó thuộc SAT, T nó thuộc SBC. Vậy thầy suy si ra được. T là điểm chung thứ hai. Rồi. Vậy là chúng ta đủ hai dữ kiện rồi. Ha, à, đủ hai dữ kiện rồi. Vậy ở đây chúng ta ký hiệu nè, đây là 1, đây là 2. Từ 1 và 2, từ 1 và 2 rồi, mình sẽ suy si ra được SAD giao với SBC bằng gì một lần nữa mời các bạn học trò chúng ta bình luận giúp thầy thầy biết chúng ta biết đó như chúng ta cố gắng bình luận cái nào ha à, bình luận để tăng tương tác một tí giúp thầy cái nào cố lên bình luận để cho tỉnh ngủ cái nào bằng gì các bạn thân mến bằng gì bằng st hoặc là ts cũng được được ha vậy là sau khi chúng ta tìm được giao tiếng xong chúng ta sẽ làm gì chúng ta sẽ lấy cái thước chúng ta sẽ nối giao tuyến lại ngay thời điểm hiện tại khi mình nối ST lại thì bây giờ ST sẽ là nét liền bởi vì ST thấy đúng chưa ST thấy rồi sau một câu vậy là thầy trò chúng ta vừa làm xong câu A được chưa chúng ta vừa làm xong câu A các bạn học trò thấy là chúng ta hiểu được bao nhiêu phần trăm của câu A này xin mời các bạn học trò bình luận có ai xong rồi đó có lẽ nào bình luận nhiệt tình nha bình luận thiệt tình đừng có bình luận sau kia mình hiểu thì mình bình luận mình hiểu còn không hiểu bao nhiêu thì mình bình luận không hiểu bao nhiêu nha rồi cảm ơn các bạn học trò rất là nhiều nha rồi tiếp tục nữa nè một lần nữa các bạn học trò lưu ý chỉ tiêu của các bạn đó là like giúp thầy 100k tim để duy trì các clip like tiếp theo nhớ nha chúng ta cùng nỗ lực gặp gặp sức mạnh của mình lại một bạn clip vô màn hình khoảng vài cái để ủng hộ tinh thần cho kinh tổ học trò của thầy rồi tiếp theo câu nữa nè vô câu b nha câu b vậy là câu a xong rồi Chúng ta có thể dành thời gian để chụp màn hình một tí cũng được. Rồi. 5 giây cho các bạn học trò chụp lại màn hình câu A để chúng ta bắt đầu vào câu B. Câu B là người ta kêu mình tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD. Rồi, qua câu B nè. Câu B. Câu B là người ta kêu mình tìm giao tuyến của hai mặt phẳng SAB và SCD. Rồi bằng cái gì. Một lần nữa mình nhìn vô cái hình. Mình thấy được như sau: S A B S C D. Đầu tiên mình nhìn thấy được, một là nó có một điểm S chung, hai là AB và CD song song. Đầu tiên mình thấy được điều đó. Đúng chưa? Mình nhìn thấy được điều như vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nè. Bước một mình có S là điểm chung thứ nhất. Rồi. Ở đây là 1 2 rồi thì ở đây mình sẽ ký hiệu đây là 3. Đúng chưa? Vậy là sau khi bỏ S ra thì ở đây còn lại cạnh AB. Ở đây còn lại cạnh CD. Và ABCD như thế nào? Các bạn học trò bình luận giúp thầy cái nào? ABCD như thế nào? Rõ ràng mình thấy được AB và CD song song với nhau. Vậy là cái bài toán này là chúng ta sẽ không tìm được hai điểm chung. Chúng ta nhớ lưu ý nha, chúng ta tìm được một điểm chung và sau khi bỏ điểm chung đó ra, chúng ta phát hiện ra được là còn hai điểm, tức là còn còn điểm A, điểm B, điểm C, điểm D nè. Và chúng song song với nhau thì bây giờ mình sẽ tìm điểm chung bằng cách này. Tiếp theo nè, ta có nè. AB song song với CD, đây là giả thiết đề bài cho. Mà AB là con của SAB CD là con của SCD nên từ ba cái điều này nhớ nha từ ba cái điều này mình suy ra được giao tuyến của SAB và SCD là một đường thẳng D hoặc là các bạn học trò có thể ghi SX giống như bạn nhân bình luận cũng đúng hoặc là các bạn có thể ghi đường thẳng D cũng đúng, ghi sao cũng đúng cả các bạn thân mến nha. Với với anh D nó phải thỏa mãn hai điều kiện. Một D đi qua S tức là đi qua cái điểm chung. Hai D song song với AB và CD. AB song song với CD. Rồi. Vậy là ở đây các bạn học trò nhớ lưu ý với thầy một điều. Về mặt tìm giao tuyến của hai mặt phẳng thì chúng ta sẽ tìm hai điểm chung. Nhưng một số trường hợp đặc biệt, chúng ta chỉ tìm được có một điểm chung duy nhất mà thôi. Đúng chưa? Chỉ tìm được có một điểm chung duy nhất thôi. Sau khi bỏ điểm chung nó ra thì chúng ta phát hiện hai mặt phẳng này chứa hai đường thẳng song song. Hai mặt phẳng này chứa hai đường thẳng song song. Vậy là giao tuyến là gì? Giao tuyến là cái đường thẳng đi qua cái điểm chung duy nhất đó và song song với hai đường thẳng đã cho được nha rồi vậy bây giờ mình sẽ tiến hành mình dễ giao tuyển đây các bạn có thể ghi sx cũng được Nhưng là thông thường thầy sẽ ghi là đường thẳng d nhớ nha rồi đặt cái thước lên đây vẽ một đường thẳng đi qua s và song song với abcd rồi vẽ qua và ký hiệu đây chính là đường thẳng d mà thầy trò chúng ta vừa nói rồi sau một câu nữa xong câu này các bạn học trò thấy như thế nào ổn không có hiểu giống như hồi nãy không xin mời các bạn học trò bình luận ha cảm ơn các bạn học trò bên đầu bên kia chiến tuyến đã like giúp thầy hiện tại tới thời điểm này thì mới học có 15 phút thôi nhưng các bạn học trò đã like được 46 ca tim rồi chúng ta nhớ cố gắng nha lịch like thì một tuần nó chỉ có hai ngày thôi thứ hai thứ tư nên là thầy sẽ cố gắng làm sao để mà truyền tải cho các bạn học trò những kiến thức nào quan trọng nhất của kỳ thi xem như là chúng ta xem live stream của thầy để chúng ta bổ sung những kiến thức cực kỳ quan trọng các bạn học trò nhớ lưu với thầy nha rồi tiếp tục tiếp tục Câu C Bắt đầu câu C nha Câu C Chụp lại màn hình một tí các bạn thân mến Bạn nào mà chúng ta đang học và chúng ta cảm thấy nội dung kiến thức này hôm nay nó hay Hoặc là nó còn dướng dướng một tí gì đó Các bạn nhớ lưu ý với thầy Đó là chúng ta có thể xem lại nha Sau khi live stream xong thì thầy sẽ có lưu và đăng lại cho các bạn học trò tiện xem Rồi vô câu C nè Câu C Câu C là người ta kêu mình tìm giao điểm H của MN và ABCD. MN và ABCD. Rồi, họ nói là giao điểm này là giao điểm H. Rồi. Vậy bây giờ trước hết chúng ta tiến hành vẽ MN lại, MN. MN. Trong quá trình vẽ MN lại các bạn phải suy nghĩ mn đang nằm ở đâu các bạn học trò thân mến mn đang nằm ở đâu tức là nó đang nằm ở trong mặt phẳng nào nhà ở đâu quê quán gốc gác nó đang nằm trong mặt phẳng nào các thân mến sab đúng không nè sab vậy câu hỏi được đặt ra là mn nó cắt được cái cạnh nào trong mặt phẳng này hay còn nói cách khác là cái cạnh nào trong mặt phẳng này nằm trong mặt phẳng SAB. Đơn giản hiểu như vậy đó. MN nó đang nằm trong mặt phẳng SAB. Vậy là MN nó cắt được cái cạnh nào trong mặt phẳng này. Vậy muốn cắt được thì cái cạnh đó phải nằm trong mặt phẳng SAB. Vậy rõ ràng chúng ta thấy được câu chuyện như ban ngày. Đó là MN cắt được AB. Bởi vì AB nằm trong mặt phẳng SAB. Đúng không nè? Rồi. Xong vấn đề. Vậy là mình thấy được vấn đề là MN sẽ cắt được AB Vậy MN dễ lú ra thì nó sẽ thấy nha Khúc này nó không thấy Nhưng được khi lú ra khỏi cái hình là nó thấy nè Đúng chứ là giống như cây xiên que vậy đó AB cũng vậy Bây giờ mình vẽ lú ra cái hình là nó thấy nè Và cái điểm này chính là điểm H nè Và đây chính là giao điểm cần tìm nè Rồi Bây giờ thì trò chúng ta trình bày nha Đầu tiên mình có như sau Trong mặt phẳng SAB trong mặt khoảng cách AB. H là giao điểm của MN và AB. H thuộc MN. H thuộc AB. AB là con của ABCD. Rồi. Đủ dự kiện để suy ra rồi. H vừa thuộc MN, H vừa thuộc ABCD thì thầy suy ra được MN cắt A, B, C, d tại H. Xong một bài câu C. Vậy câu này đơn giản. Câu này chưa mức độ phức tạp. Có nghĩa là chúng ta làm trực diện vấn đề được. Không cần phải thông qua mặt phản phụ. Đúng không nè. Câu này mình chưa cần phải thông qua mặt phản phụ. Có nghĩa là cái câu chuyện này dễ dàng được nhìn thấy. Nên là không khó. À. Vậy câu này 4 điểm nhưng đều ngon bởi vì nó dừng mức độ chỉ mới thi giữa kỳ một thôi chứ chưa phải là thi cuối học kỳ một nên là câu này theo thầy nghĩ là bốn điểm là hoàn toàn xứng đáng nó đánh giá được cái mức độ khái quát của câu hỏi được nha các bạn học trò nên quan tâm câu này nha nhất là cái câu đề cái câu mà thầy rồi chúng ta sách sửa khai chiến rồi chúng ta có thể chụp lại màn hình một tí để lưu lại câu c cổ lên nha ở đây có bạn nào chưa ăn cơm giống thầy không? Hồi sáng giờ thầy dạy hai ca lớp 11 rồi đó. Hồi sáng thầy mới vừa dạy xong ca lớp 11 lúc tầm cỡ 10 giờ rưỡi. Rồi thầy ngưng một tí, rồi bây giờ là ca lớp 11 thứ hai. Rồi. Xong một câu ha. Câu tiếp theo. Câu D vô câu d nha câu d nha câu d đầu tiên người ta nói là gì k là giao điểm của bc và dh bc và dh rồi dh từ đây kéo vô đây là thấy nè tới đây vô cái hình là nó bị che khuất nè nên là các bạn học trò lưu ý ha. nhớ chỗ nào thấy thì giải đất liền chỗ nào không thấy thì giải đất đất đây đây là k nè rồi tiếp tục nữa, E là giao điểm của BD và AK. BD và AK. E là giao điểm của BD và AK. Rồi nói BD lại. Rồi nói AK lại. Rồi. Đây là e. Ở đây người ta kêu mình chứng minh ba đường. Đường đầu tiên là đường MK. MK một đường. Một đường ha. Rồi, đường thứ nhất đường MK đường thứ hai đường thứ hai là đường d nào d nào d nào nói d nào lại đây nào rồi đường thứ hai là đường đây nào Đường thứ ba là đường SE, SE. Rồi. Đường thứ ba là đường SE. Và ba đường thẳng này đồng quy tại một điểm, đúng chứ? Người ta kêu mình chứng minh ba đường thẳng là đồng quy và rõ ràng mình thấy được ba đường thẳng này sẽ đồng quy tại một điểm rồi. Vậy bây giờ làm thế nào để mình chứng minh được ba đường thẳng đồng quy? Bây giờ các bạn tập trung nghe thật kỹ nè, ngưng like là tí đi để vô cái câu này. Ở đây ba đường thẳng, đường thẳng đầu tiên là đường thẳng MK. DN và SE. Bước 1, chúng ta phải nhìn vô cái hình. Và chúng ta thấy được ba đường thẳng này chắc chắn là sẽ nằm trong hai mặt phẳng. Nhớ nha, ba đường thẳng này chắc chắn sẽ cùng nằm trong hai mặt phẳng. Nhìn kỹ kìa, phải không? Nó đang là hai mặt phẳng với nhau mà thôi. MK DN SE thầy thấy được nó nằm trong hai mặt phẳng này MK DN SE MK DN SE Đầu tiên đó là mặt phẳng M D Không. S AK một mặt SAK có chứa MK và có chứa SE. Tiếp theo, SDB, SDB, thấy được điều này không? Nhìn kỹ kìa. SAK, SAK, phải nói AK lại nào? Rồi, SAK, SDB, SDB thì có chứa D và có chứa SE? Nhìn kỹ kìa phải không? S A K. S A K có chứa m Mk và có chứa Se. S D B có chứa Dn và có chứa Se. Đây. Anh này thì có chứa anh này, có chứa anh này. Anh này thì có chứa anh này và có chứa anh này. Nhìn cây dao phải không? Phải không? Rồi. Vậy tới đây mình thấy được trong ba cái này Yeah. trong ba này đầu tiên mình sẽ chứng minh SE là giao tuyến bước một mình sẽ chứng minh SE là giao tuyến sau khi mình chứng minh SE là giao tuyến xong mình sẽ chứng minh hai anh này cắt nhau tại một điểm và điểm đó là điểm chung thì sẽ suy si ra được nó thuộc giao tuyến vậy đối với bài toán này đầu tiên cái khó nhất của chúng ta là gì là tìm ra được hai mặt phẳng mà có chứa ba cái đường thẳng này. Sau đó mình thấy được SE là giao tuyến của hai mặt thẳng mà thầy vừa tìm được. Vậy bước 1 thầy sẽ chứng minh SE là giao tuyến. Sau đó thầy sẽ chứng minh hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm và sẽ suy ra được đó là điểm chung. Và khi nó là điểm chung thì nó sẽ thuộc giao tuyến. Vậy rõ ràng chúng ta sẽ thấy được ba đường thẳng này cắt nhau. Rồi, bây giờ các bạn dành thầy làm nè. Vô này nha. Bước 1 thì có SAK giao với SDB sẽ ra được điểm chung đầu tiên đó là điểm S. Đúng chứ nào? Ở đây thì kia là số 4 ha, số 4. Rồi tiếp theo nữa E E là gì? E là giao điểm của AK và BD. Đề bài cho đúng nè, E là giao điểm của AK và BD. E thuộc AK con của SAK. E thuộc BD con của SBD. Từ hai dữ kiện này một lần nữa suy ra E là điểm chung thứ hai. Đây cái là năm từ 4 và 5 suy si ra được SAK giao với SBD ra được giao tuyến là SE. Rồi. Chúng ta ngưng lại một tí xem lại cái. Bước đầu tiên thì chứng minh ra được SE là giao tuyến rồi đó. Ha. bước thứ hai. Còn lại MK và DN. MK BN, DN, MK, DN có cắt nhau được không? Tại sao cắt? Chúng ta nhìn kỹ cái. MK và DN có cắt nhau được không? Và nếu như cắt nhau thì tại sao cắt? Xin mời các bạn học trò bình luận. Bây giờ thầy cần chứng minh MK cắt được DN. Vậy làm sao nó cắt? Nguyên nhân tại sao? Vậy câu hỏi được ra là muốn cắt nhau thì phải đồng phẳng hay còn nói cách khác là phải cùng nằm trong một mặt phẳng được chưa? Cùng nằm trong một mặt phẳng thì mới cắt nhau được. Vậy chúng ta nhìn kỹ cái MK và DN đang nằm trong một cái mặt phẳng nào? Có phải là mặt phẳng MDH không? Ừ. Trong mặt phẳng MDH có chứa MK, có chứa DN. Mặt phẳng MDH nhìn kỹ cái phải không? MDH có chứa MK, có chứa luôn đi nợ mở rộng ra cái cái nhân một tí cho các bạn học trò dòm mới đạt phải không nè trong mặt phẳng MDH gọi O là giao điểm của MK và DN O thuộc MK MK là con của SAK O thuộc DN DN là con của SBD Từ hai dữ kiện này suy si ra được O là điểm chung của hai mặt phẳng SAK và SBD Vậy ở đây mình thấy được vấn đề SE là giao tiếng O là điểm chung Ở đây thì ký hiệu đây là 6 Đây là 7 đi ha Rồi Từ 6 và 7 Thầy suy si ra được O sẽ thuộc SE Bởi vì giao tiếng thì chắc chắn sẽ chứa điểm chung Không chạy đâu được Điểm chung thì chắc chắn phải nằm trong giao tiếng Rồi Từ đây Thầy suy si ra được MK DN SE đồng quy tại O. Rồi, xong một câu. Chúng ta viết vào. Vậy là câu này là câu khó nhất của cái đề này. Quan trọng nhất là các bạn học trò có nhìn ra được cái hướng cái làm hay không. Như này thầy báo trước nha, đây là một trong những cách làm chúng ta đang học môn toán chứ không phải là chúng ta học một cái môn khác và đây là một trong những cách làm mà thôi chứ không phải đây là cách làm duy nhất nên các bạn học trò chúng ta hoàn toàn có thể làm theo một cách khác cũng được nhớ lưu ý kỹ càng điều này giúp thầy rồi Rồi xin mời các bạn học trò chúng ta ngưng tay chúng ta tiêm với thầy một tim cái nào. Nhớ chỉ tiêu ngày hôm nay là các bạn học trò like cho thầy đủ 100 k tim nha. Chúng ta mà like thiếu không không nhiệt tình là tiết sau chúng ta sẽ sẽ ngưng like một buổi đấy. Chúng ta lưu ý nha. Có nghĩa là chúng ta like 100 k tim là thứ tư chúng ta sẽ được học tiếp. Giống như là chúng ta đóng học phí nha, mình đơn giản mình hiểu như vậy. Nó công bằng. thầy dạy xong thì thầy mới ăn cơm rồi xong chưa nào các bạn thân mến xong chưa xong chưa bây giờ thì mời các bạn học trò chúng ta sẽ cùng đi qua một câu đại số câu này cũng khá là hay nè bạn nào vào sau chúng ta có có thể xem lại ha rồi một câu cực kỳ đơn giản ngắn gọn xúc tích như vậy thôi nhưng hai điểm. Câu này thì nằm trong kiến thức của chương 1 các bạn. Bài toán người ta cho cos bình x bằng 1 phần 2. Và người ta kêu mình tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình này. Và nhớ lưu ý là nó phải thuộc nửa khoảng trừ 2 cho đến 3. Nhớ lưu ý kỹ này ha. Vậy đối với bài toán này thì chúng ta sẽ cũng có sẽ có nhiều cách làm. Và một trong những cách ở đây thầy hướng dẫn đó là dùng công thức hạ bậc ha. Rồi. Hoặc là các bạn học trò có thể chia làm hai à cos x bằng trừ 1 phần căn 2 hoặc là cos x bằng cộng 1 phần căn 2 chúng ta giải song song hai cái cùng một lúc cũng được, có nghĩa là các bạn khai căn bậc hai ra đấy. Cũng được. Ở đây thì thầy sẽ dùng công thức hạ bậc. Rồi chúng ta nhớ có công thức này. Cos 2a thì bằng 2 cos bình A trừ 1. Vậy là từ đây mình sẽ ra được là cos bình A thì sẽ bằng 1 cộng cos 2A phần 2. Đúng chưa? 1 cộng cos 2A phần 2. Rồi, vô đây. 1 cộng cos 2A phần 2 bằng 1 phần 2 đúng chưa đúng chưa rồi đây có chia 2, đây có chia 2 thì triệt tiêu mất vậy chỉ còn lại là cos 2 a bằng trừ một mà thôi rồi ngay chỗ này chúng ta nhớ chúng ta có học công thức đặc biệt cos u mà bằng trừ một thì u sẽ bằng gì chúng ta cùng xem lại cây cos u mà bằng trừ một thì u bằng gì u bằng pi cộng k 2 b k thuộc ra vậy tương ứng như vậy ở đây chúng ta sẽ ra được kết quả là 2 a sẽ bằng b cộng k 2 b tiếp tục chuyển qua B chia 2 cộng KB K thuộc vắt Rồi Chúng ta xem lại chỗ này cái đã Thì cây có vấn đề gì thắc mắc không? Chúng ta có thể hỏi thầy Hình như có sai đúng không? Các bạn xem lại cái Có bạn nào phát hiện ra lỗi sai không? Thầy giải tới đây tự nhiên thầy nhìn cho thầy thấy thầy sai đó Xin mời các bạn học trò góp ý Tới lúc là thầy đang live stream trực tiếp Nên là nhiều khi sẽ có lỗi sai đấy Các bạn học trò xem lại cho phải không Thầy có một lỗi sai Nhìn kỹ kìa Thầy sai chỗ nào Các bạn học trò bình luận cái nào Xin mời xin mời đợi một tí nha rồi thầy sai ngay chỗ này cái này là thầy sai thật chứ không phải là thầy thử thách các bạn học trò đâu cái này là thầy sai thật thầy sai do thầy làm mẫu có nghĩa là do mình chủ qua nên các bạn học trò lưu ý với thầy là dù cho chúng ta có tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa nhưng đôi lúc chúng ta làm bài toán cũng sẽ bị sai nên là nhiều khi sau khi chúng ta giải ra chúng ta thấy số đẹp không đẹp nhưng chưa chắc đúng nên là cái việc mà tính toán kiểm tra lại đó là một việc nên làm các bạn học trò lưu ý với thầy nha rồi vậy ngay chỗ này thầy sẽ phép giảng lại như cho nên sao thầy giải lại nha có bình ở đây là có bình x bằng 1 phần 2 thì thầy, thầy sẽ ra được như sau 1 cộng có 2 x phần 2 bằng 1 phần 2 1 cos 2 x 1 đúng chưa rồi tiếp tục nữa cos 2 x bằng 0 đúng chưa rồi có 2 x bằng 0 thì 2 x sẽ bằng b chia 2 cộng kb chuyển mới qua xử lý x sẽ bằng b chia 4 cộng k chia 2 k thuộc sắc rồi ngân một tí cho các bạn học trò xem lại cái phải không đúng không đúng không bây giờ đúng chưa Theo thầy nghĩ là khi các bạn học trò làm một bài toán sai á thay vì chúng ta ngồi chúng ta bôi xóa chúng ta chỉnh sửa thì thầy nghĩ các bạn học trò cũng nên giống thầy gạch bỏ hết phát đi, làm lại từ đầu nếu như thời gian còn cho phép. Nhớ nha, gạch bỏ hết làm lại từ đầu bởi vì khi các bạn các bạn khi các bạn đi vô phòng thi á, các bạn làm bài á thì các bạn học trò lưu ý với thầy điều này, đó là chúng ta sẽ bị áp lực nhiều khi cái việc mà chúng ta chỉnh sửa nó bị thiếu Chỉnh chỗ này mà không chỉnh chỗ kia. Sửa chỗ này mà không sửa chỗ nọ. Nó dẫn đến bài toán đó sai. Tốt nhất là gạch đỏ làm lại từ đầu là chính xác nhất. À, có một bạn hỏi tại sao lại là B chia 4. B chia 2, chia 2 thì ra được B chia 4. KB chia 2 thì ra được là KB chia 2. Rồi, tiếp theo nữa. Ở đây mình thấy được như sau. Tính tổng các nghiệm thuộc nửa khoảng là trừ 2 đến 3. Đúng không nè? trừ 2 đến 3 rồi ở đây mình có được nè các nghiệm thuộc cái nửa khoảng là trừ 2 cho đến 3 dung đúng chưa là bây giờ các bạn bấm máy tính giúp thầy nè ở đây là người ta không có cho radian mà người ta ghi con số cụ thể được chưa vậy là ở đây các bạn lấy đi á các bạn nhập vô là 3,14 cái thầy. Để máy tính đơn vị độ nha. Rồi, nhập vô 3,14 chia 4. Phân số 3,14 chia 4 cộng k phần 2, các bạn ghi là cộng x x đi phần 2 á, cộng phân số x nhân 3,14 chia 2. Rồi nhập vô như thế này. Được chưa? Nhập vô như thế này. Rồi các bạn dòm lại nha Trong quá trình chúng ta bấm chúng ta có sự linh động nè Đầu tiên K bằng 0 Đầu tiên mình sẽ cho K chạy cái thông Nếu K bằng 0 nè Nếu K bằng 0 K bằng 0 Bấm nè Con của 0 K bằng 0 Thì nó ra được là 0.78 Nằm trong đây thỏ Vậy K bằng 0 thì ra được là B chia 4 B chia 4 một cái. Rồi tiếp tục tăng lên nè. K bằng 1 nè. Con của 1 bằng K bằng 1 thì nó ra được là 2,3. Đúng không nè. K bằng 1 thì ra được 2,3. 2,3 vẫn thỏa. Vậy là K bằng 1 thì là pi chia 4 cộng pi chia 2 thì bằng 3 b chia 4, 3 pi chia 4. Tiếp tục tăng lên nữa. Con K bằng 2 K bằng 2 thì nó ra được 3,9 rồi ở đây chỉ có tới 3 thôi vậy là không được rồi tăng lên hết được rồi bây giờ giảm lại hồi nãy 0 1 2 rồi đúng không nè bây giờ giảm lại trừ 1 con của trừ 1 con của trừ 1 thì ra được là 0,75 0,785 vậy là k bằng trừ 1 đúng k bằng trừ 1 là bi chia 4 trừ cho bi chia 2 trừ 1 nè b chia 4 trừ b chia 2 thì ra được là trừ b chia 4 con của trừ hai bằng 2 bằng 2,33 trừ 2,355 không thỏa vậy là ở đây nó chỉ có 3 cái ở đây tấm lại nó chỉ có nhận k bằng 0 thì suy si ra được x bằng b chia 4 k bằng 1 thì suy ra được x bằng 3 b chia 4. K bằng trừ 1 thì suy ra được x sẽ bằng trừ pi chia 4. Rồi. Nó chỉ nhận có 3 cái k này thôi. Và ra được 3 cái k sẽ ra được 3 giá trị x. Rồi. Chúng ta bổ sung vô. Và tiếp theo nữa người ta kêu mình tính tổng các nghiệm Vậy tổng các nghiệm là bi phần tư cộng 3 bi phần tư cộng cho trừ bi phần tư sẽ bằng 3 bi phần tư. Rồi, xong một câu. em bấm bi luôn không đổi 3 14 được không thầy cũng được không sao cả nhưng bạn nhớ là để đơn vị độ nha chứ bạn để đơn vị ra đi anh là coi chừng không trúng Thầy dạy kiến thức chung không có dạy theo sách bạn 22 uh, thân mến không có dạy theo sách nào cả thầy dạy theo kiến thức chung của lớp 11 thôi bởi vì khi mà thầy dạy theo sách nào thì sẽ tạo ra tâm lý là chúng ta muốn học hoặc là làm biến học nên là thầy không có dạy theo sách mà thầy dạy theo kiến thức chung thôi có nghĩa là nền tảng kiến thức đi thi có cái gì là thầy sẽ dạy chúng ta cái đó sao lại ba bi chia bốn mày thì em cứ hiểu là B chia 4 cộng B chia 2 ra bao nhiêu Nếu K bằng 1 thì B chia 4 cộng B chia 2 ra được Phải ra được 3 B chia 4 không Được chưa à? Thầy không có dạy Casio Nên là bạn bạn xem Mi Chi thân mến Thầy không có sử dụng Casio trong trường hợp nào hết trơn á nên là nếu như mình có nhu cầu dùng thủ thực Casio thì mình tìm lộn kinh rồi. Kinh của thầy là hướng dẫn phương pháp tự lệnh là chính. Chứ không có dễ sử dụng phương pháp Casio trong quá trình dạy học nhiều. Đây là công thức bạn thân mắt. Cái dòng này xuống dòng này nè. Từ đây xuống đây nè. Đây là công thức hạ bậc. Rồi. Như vậy thì buổi livestream ngày hôm nay thầy like cho các bạn học trò hai câu một câu hình học và một câu đại số đến đây đã được xử lý xong bây giờ thì thầy xin phép được lưu video để đăng lại cho các bạn học trò tiện xem nhớ nha